Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình ai góp nhận ăn chia 7.000 won nha các bạn, dành cho để tham gia giá hôm nay. Các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn đau về một cái địa chỉ ví là wallet nha các bạn. Sau khi các bạn đau về một cái địa chỉ wallet thì các bạn mở app lên, các bạn đăng ký, các bạn bấm vào sign up nè. Sign up thì đầu tiên ID thì cái tên các bạn đặt nha các bạn, tự đặt. Name thì các bạn họ, password xác nhận password, email. Cái mã pin này thì 6 số các bạn tự đặt các bạn. Mã pin này sau này để rút tiền các bạn lưu ý, các bạn đặt các bạn phải nhớ các bạn. Một khi các bạn đặt xong thì nó ra một cái giao diện app như thế này nè các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn tiếp tục nha các bạn. Các bạn join vào kênh Telegram này các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn mở cái link form này lên. Sau khi các bạn mở cái link form nó xong thì nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Các bạn nhớ join vào kênh Telegram group nó ngay mặt trên. Giao diện xong thì các bạn dòng đầu tiên các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền lại một cái địa chỉ email các bạn đăng ký trên ví wallet nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh 5991. Dòng thứ ba thì các bạn điền lại địa chỉ ví Mega nè các bạn. Thì các bạn địa chỉ ra. Các bạn bấm vào một reset giúp mình nha các bạn. Các bạn copy được cái địa chỉ ví này cho mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Con này nó trong chương trình bán hàng resell nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Dán địa chỉ vào đây nha các bạn. Rồi cái dòng cuối cùng này là cái đi mã giới thiệu các bạn điền giúp mình ở cộng. Ơi, ảnh Nhân Quỳnh. 5991@cộng.com các bạn muốn gỡ nha các bạn. Vậy là video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 7.000 won. Trên đây nó nói mình get 7 đô token mega nè các bạn. Vậy video đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.